Rồi trại bò giống Vinh Nguyễn ở Vĩnh Long xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay trại bò có về cái lô này 11 con bò ke 3B nha. Còn kem lỡ thì nó nằm phía trong đấy, mai quay kem lỡ nhiều lắm, mười mấy 20 con. Mà quay 11 con kem lỡ này cho cô chú anh chị xem nha. Bò lực nằm khoảng 9 tháng tuổi. 9 tháng tới 10 tháng nha, bò rất là đẹp luôn, cái lô này 11 con này hết ý luôn á. Mình lựa là đồng một cỡ luôn. Cái này 26.500 nha. 26.500. Cực kỳ đẹp luôn. 3B đen, 3B bông luôn nha. 26.500. Đồng giá luôn, hết ý luôn cái lô bò lỡ này. Còn cái lô này là khoảng 15 con kem, mai mình quay. Thì bò đang về. Rồi cảm ơn cô chú chị đã ủng hộ cái lô này, 26.500 nha. 3B lỡ, 11 con. Bây giờ mình quay kỹ lại từ con. Rất là lực nha. Mình quay lại từ con, 26.500. Siêu lỡ nha. 3B không à. Lô này 11 3B. Này đang về bò kem nha. Lô mười mấy kem, mai quay cho cô chú chị xem. Kem kem độ. Còn lô này 11 con đồng giá 26.500. 26.500 nha. Có con này đứng muối còn đáng đồng giá luôn. Cô chú chị nào cần thì liên lạc với trại bò giống Vinh Nguyễn mang thích Vĩnh Long nha. Siêu lực. Nó lực hết biết rồi, con nào mấy dài dính con nở hết rồi. Rồi cô chú chị nào cần liên lạc với trại bò giống Vinh Nguyễn mang thích Vĩnh Long. Rồi vô trong nha. Một xác lúc ở trong luôn, chiều trời đông. Này kem lỡ nha, kem lỡ mới về để mai quay cho cô chú chị. 26.500 nha. 3B lỡ, cái này 3B lỡ nha. Nằm 9 tháng. Đòn dài đít nở nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ nha. Bò về liên tục nha, trại bò Vinh Nguyễn hôm nay về quá trời luôn. Mấy trại lớn người ta đặt người vài trăm không. Thì mình về lô nào mình quay lô nấy. Cô chú chị nào thấy thích thì tới xem bò. Hoặc là quay Zalo. Mình quay kỹ từ chân móng cho bao hết cho cô chú chị luôn. Bò lực nha. Rồi cô chú chị nào cần liên lạc trại bò giống Vinh Nguyễn mà thích chúng ta. Hân hạnh phục vụ bà con chăn nuôi.